Em Khánh, Tùng Quy Dương xin được kính chào toàn thể quý chị và các bạn. Quay trở lại với anh chị và các bạn trong buổi chiều ngày hôm nay, xin giới thiệu một cái mẫu Ford Everest sản xuất 2009 trang bị số tự động. Bông máy dầu anh chị và các bạn nhé, máy dầu động cơ diesel turbo 2.5 và một cái mẫu xe cho công trường gầm rất là cao, máy rất là khỏe cho anh chị và các bạn mua về chạy công trường. Đây sử dụng rất là hợp lý, ok anh chị và các bạn. Mẫu xe này máy dầu nên là đi khá tiết kiệm nhiên liệu anh chị và các bạn. Và form dáng thì dòng Ford Everest này nhìn rất là đẹp. Rất là đẹp và nhìn rất là trường xe, cứng xe. Dòng Ford mà đi rất là cứng và đồ bà phụ tùng hay là đồ của nó xe cũng rất là bền. Một chiếc xe rất là đẹp anh chị và các bạn ạ. Và anh chị và các bạn có thể nhìn thấy là hiện tại đến thời điểm hiện tại xe rất đẹp anh chị và các bạn nhé. Ford Everest 2009 mà nhìn này rất là bóng đẹp luôn. Đó. Nhìn đẹp như 2012, 2013 luôn. Ở đây là form mới. Form mới anh chị và các bạn là 2009 nhưng mà form mới. Và cái máy dầu thì nó có tiết kiệm, có thể là kêu lỗ thì nó to hơn là cái máy xăng. Nhưng mà nó là động cơ rất là tiết kiệm nhiên liệu. Và nó là turbo, động cơ diesel turbo nên là rất là khỏe. Mẫu xe này mà chạy công trường thì cực kỳ là tuyệt vời luôn, rất là khỏe. Chạy bất kỳ công trình nào, công trường nào cũng rất hoàn toàn yên tâm. Nèo rất là khỏe luôn anh chị các bạn ạ. Mẫu xe rất là trường xe, cứng xe. Và đến thời điểm hiện tại cam kết anh chị các bạn xe hoàn toàn không đâm va tai nạn, không ngập nước anh chị các bạn nhé. Xe rất là cứng, rất là đẹp, gầm bệ chắc lịch, máy zin, máy dầu, máy zin luôn. Thân vỏ rất là đẹp bóng và nội thất rất đẹp cho anh chị các bạn về chỉ việc sẵn sử dụng thôi. Và bên em đang chào bán chỉ có 370 triệu đồng anh chị các bạn nhé. Đồng 370 triệu đồng anh chị các bạn sở hữu chiếc Ford Everest 2009 số tự động, động cơ diesel. Vâng, máy dầu thì nó sẽ giá nó sẽ cao hơn ở máy xăng một chút. Nên là 370 triệu đồng là giá rất là hợp lý cho chiếc Ford Everest 2009 này, số tự động này. Em sẽ đi vòng quanh thân vỏ và em sẽ đi vào chi tiết hơn để anh chị và các bạn kiểm tra chất lượng của chiếc xe. Và đầu xe này nhìn một chiếc xe rất là cứng, đầu rất là cứng, chắc chắn, nhìn này, xe nhìn rất là chắc chắn. Đấy, và nó sử dụng đèn halogen rất là sáng anh chị và các bạn, có cả đèn gầm nhá. Vâng, đèn sương mù nhá. Ở đây đủ hết này. Và xi nhan thì ở trên gương xe nhá, rất thuận tiện cho anh chị và các bạn khi lùi xe khi chuyển làn xe. Vâng, và đèn halogen này thì rất là sáng anh chị và các bạn ạ. Và toàn bộ đèn là còn xin theo xe nhé. Anh chị và các bạn nhìn này. Đấy, mặt ca lăng rất là đẹp luôn. Đấy, thanh tản nhiệt này. Nhìn chiếc form rất đẹp, form đầu của chiếc xe rất đẹp, rất là cứng xe luôn. Và bài lốp thì rất là, cái bề rộng của chiếc xe lốp này rất là dày, rất là to. Bám đường rất là tốt và leo đồi leo núi thì không phải lo nghĩ gì cả. Đó. Rồi gầm bệ chắc lịch nữa anh chị và các bạn ạ. Gầm bệ chắc lịch, dòng này nó dạng SUV nên là gầm rất là cao. Đấy anh chị và các bạn nhìn nhé, rất cao luôn. Đấy gầm bệ chắc lịch luôn ạ. Đó gầm bệ rất chắc luôn anh chị và các bạn nhé. Dòng Ford đi quá yên tâm rồi, đi rất là đầm, chắc chắn. Mình có leo đồi leo núi thì hoàn toàn yên tâm, mà chạy công trường thì không phải lo một cái gì cả. Mà số tự động này, số tự động rất dễ đi anh chị và các bạn nhé. Kết hợp máy dầu, vừa khỏe vừa tiết kiệm nhiên liệu. Và đồ này, đội nội thất bên trong rất đẹp này anh chị và các bạn ạ. Rất đẹp nha, nội thất này rất đẹp. Mẫu xe về chỉ anh chị và các bạn chỉ việc sẵn sử dụng thôi. Mẫu xe này gia đình sử dụng rất hợp lý nha anh chị và các bạn nhé. Mẫu xe này rất hợp lý, rất đẹp luôn. Gia đình nhà mình có thể ngồi 8 người luôn trên cái mẫu Ford Everest này. Đây mình nhìn này, đẹp tuyệt. Đấy, cột kèo rất là chuẩn này. Thật sự phải nói là 2009 nhưng mà kiếm được chiếc Ford Everest như này, đẹp như này rất là hiếm. Thật sự là không có điểm gì để chê đời 2009 mà nhìn nó có đẹp, quá đẹp luôn anh chị các bạn ạ. Quá đẹp luôn. Đây này, quá đẹp luôn đấy. Thật sự chiếc xe này bên em dọn dẹp sạch sẽ lắm rồi, cho anh chị các bạn về chỉ việc sẵn đi thôi. Đây đằng sau này, lốp treo nhá, rất là nhìn rất là form, rất là thể thao, rất là cứng xe luôn. Xe tên tư nhân chính chủ nên là xe tên rất là thuận anh chị các bạn ạ. Đó. Đằng sau xe anh chị các bạn nhìn này, không gian rất là rộng cho dòng 7 chỗ, 8 chỗ này. Đấy, cột kèo rất là chuẩn luôn anh chị các bạn nhá.
chất lượng của dòng Ford thì quá tốt rồi, quá tốt luôn. Nhựa rất là chắc, nhựa rất là chắc luôn. Kể cả phần táp ni này rất chắc chắn anh chị ạ, rất chắc chắn. Gầm bệ thì thôi rồi, cái dòng Ford này gầm bệ nó quá chắc luôn anh chị ạ, đi không phải lo nghĩ gì cả. Form rất đẹp nhá, form 2009 rất đẹp luôn. Lốp này còn rất là mới anh chị các bạn nhìn thấy không? Này, khả năng bám đường rất tốt, rất cứng. Là dòng đúc gì này, 6 lan rất cứng luôn. Hệ thống nhíp. Rồi cửa lên xuống là đều có thanh giá đỡ này nên là lên xuống rất là thuận anh chị các bạn nhá. Rồi đây, rất là thuận này. Nó dòng SUV nên là gầm khá là cao. Nhưng mình hoàn toàn yên tâm. Cửa lên xuống rất là thuận. Đây mình nhìn qua đây, tất cả cánh cửa này rất là chuẩn luôn, rất là chuẩn. Mà thân vỏ này đấy, rất là chắc luôn, rất là chắc đấy, còn rất đẹp. Thật sự nói Ford Everest 2009 là như thế quá đẹp luôn. Đây là dàn đốc điều hòa này đấy, chỗ nào cũng có luôn này. Cửa ghế thứ ba này, chỗ nào cũng có luôn này, mình ngồi chỗ nào cũng mát. Chiếc xe rất là trường đây, nội thất này nó đẹp như thế này cơ mà, đẹp như này mà. Sàn chắc là sạch sẽ hết rồi nhé. Bây giờ xin mời mình anh chị và các bạn mình vào bên trong mình kiểm tra tất cả trang thiết bị đi. Mình kiểm tra trang thiết bị của nó. Rồi. Cột kèo nó không? Rồi em sang bên kia mình đóng cái hai cửa cái lại thì mình vào mình kiểm tra cả cái điều hòa, hệ thống điều hòa và tất cả trang thiết bị của nó nữa. Đấy, xi nhan này tích hợp trên gương này. Rất là thuận tiện cho anh chị và bạn lùi xe nhé. Có cả mạc chrome này nhìn rất là sang. Đấy, có những nhiều, rất là nhiều thanh mạc chrome nhé. Rất là nhiều thanh mạc chrome nhìn xe sang rất nhiều. Sang lên rất nhiều. Rồi, em sẽ vào bên trong. Em đã vào bên trong rồi, em sẽ để luôn cho anh chị các bạn xem. Đấy, một cái mẫu Ford Everest này. Máy dầu anh chị các bạn nhé. Đó, máy dầu nhưng mà ngồi bên trong nghe cũng khá là êm đúng không ạ? Động cơ khá là êm. Đây này, vòng tua rất là ổn định. Đấy, số là đó, nó có cái hiển thị số này rất là thuận tiện cho anh chị và các bạn khi di chuyển nhá, mình tránh được nhầm số này. Và hơn nữa thì cái này là số vào rất là ngọt, nó thật sự vào từ nãy giờ rất là ngọt này. Đây anh chị có thấy không? Rất là nhẹ này. Đấy, cồn số vào rất là nhẹ này. Êm ái. Đây cái đấy, điều hòa rất là mát anh chị các bạn ạ. Điều hòa rất là mát này. Vô lăng này 4 chấu này, 4 chấu. Này có cả túi khí. Còn đây anh chị các bạn nhìn thấy không? Hai túi khí cho bên lái bên phụ đều có này. Rồi hệ thống tổng thành nhưng hạ kính này. Rồi đây toàn bộ bằng điện này. Nên rất là mượt. Đó, nên rất mượt nha anh chị bạn nhé. Ờ đây. Ok rồi, các chắc thiết bị khác là mình kiểm tra này. Gạt mưa này. Rồi, hoạt động tốt hết này. Tay lái thì cũng trợ lực nên rất là nhẹ anh chị bạn ạ. Tay lái trợ lực nhé. Đó. Ok, chiếc xe rất là chắc chắn rồi, ngồi. Rồi bây giờ xin mời anh chị các bạn mình kiểm tra cái phần động cơ đi. Mình động cơ nó là dòng sử dụng động cơ turbo diesel 2.5 anh chị các bạn nhé. 2.5 nhưng mà máy dầu nó không, mức tiêu hao nó không như là máy xăng. Máy dầu 2.5 mức tiêu hao nhiên liệu của nó cũng khá là ít. Anh chị các bạn thấy đây nhá, đây này nó còn hai túi khí ở bên hông này nữa, bên này cũng có, bên phụ cũng có nhá. Trên xe là bốn túi khí rồi anh chị các bạn ạ. Đây em sẽ mở lắp capo để mình kiểm tra cái động cơ của chiếc xe, cái động cơ diesel này. Đây, anh chị có thấy không, Ford Everest động cơ diesel 2.5 có turbo rất là khỏe. Cái máy dầu tiếng nổ hơi to so với tiếng nó không được êm ái như là động cơ xăng.
Nhưng mà đổi lại mình có một cái mẫu xe rất là khỏe, đeo đổi đeo đuổi không phải lo gì mà mức tiêu hao nhiên liệu rất là ít, ít hơn hẳn là cái mức cái động cơ xăng. Và máy là còn zin nhá anh chị các bạn nhá, zin chất nơ đây anh chị các bạn thấy không? Những bài sơn của nhà sản xuất còn nguyên này. Đó, anh chị các bạn nhìn nhé. Những bài sơn của nhà sản xuất vẫn còn nguyên nhé. Đó. Đây đây. Những bài sơn nhà sản xuất vẫn còn nguyên này. Ờ, ok rồi. Mình nhìn qua một chút về cái phần quang đi, trên nắp capo này cái cách nhiệt vẫn còn này. Xe giữ gìn quá tốt đúng không ạ? Ok chị bạn nhé. Vâng, một chiếc Ford Everest sản xuất 2009 trang bị số tự động, động cơ diesel turbo 2.5, một cái động cơ rất khỏe anh chị bạn nhé. Để mà đeo đùi đeo núi thì không phải lo lại nghĩ gì cả, đeo đùi đeo núi ạ. Vâng, và một cái mẫu Ford 2009 còn rất đẹp anh chị bạn, giá chỉ có 370 triệu đồng thôi. Đối với chị và các bạn có nhu cầu liên hệ sớm vào số máy của em Khanh nhé. Theo số điện thoại là 0943 6261, hoặc đến trực tiếp tại cửa hàng Auto Tiến Canh Hải Dương để kiểm tra mẫu xe này. Vâng, xin cảm ơn anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi video clip em trong buổi chiều ngày hôm nay, và đừng quên đăng ký kênh nhé, ấn chuông thông báo để luôn nhận được cái mẫu xe mới nhất ở bên cửa hàng giới thiệu đến chị và các bạn hàng ngày. Bên em về rất nhiều xe, giá tầm tiền từ 100 triệu đến khoảng mấy trăm triệu cũng có luôn. Anh chị và các bạn nhớ đăng ký kênh nhé để theo dõi nhé. Vâng, xin kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại anh chị và các bạn ở video clip tiếp theo.